Không, còn lễ tốt nghiệp thì đã sao, mình sẽ quyết định là một lễ tốt nghiệp nhỏ dành riêng cho bản thân mình. Sáng ngày hôm nay mình đã nhận được hai thứ rất là vui và mình muốn chia sẻ luôn với các bạn. Đó là thứ nhất, đây là bằng tốt nghiệp đại học của mình sau 4 năm mình đi học kham khổ ở trường đại học. Và đây nữa, đây là bằng chứng nhận của hội học bổng dành cho mình. Và mình thực sự rất là vui, muốn chia sẻ với các bạn ngay lập tức lên được ý. Như các bạn biết đấy, năm nay rất là đáng tiếc do dịch viêm phổi Vũ Hán mà tất cả các hoạt động ở bên Nhật đều bị gọi là tan tành mây khói luôn ý. Và trường của mình thì cũng thế. Tuy nhiên mình không hiểu một lý do vì sao rằng là các trường khác vẫn được tổ chức lễ tốt nghiệp mà trường của mình thì lại không được tổ chức lễ tốt nghiệp. Hơn nữa, đau lòng một cái là đã đóng tiền để được ăn party tốt nghiệp rồi mà cuối cùng đến bây giờ quà không nhận được luôn. Không nhận được một cái gì ngoài một cái tấm bằng duy nhất. Mình thử bóc ra xem. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình được tốt nghiệp đại học. Đây là thực sự là hào hứng luôn ý. Đúng là không có gì thật. Mơ mộng hão huyền. Đây là bằng tốt nghiệp đại học của mình. Trời ơi, có một cảm giác hơi dưng dưng. Sau 4 năm cố gắng thì mình đã lấy được nó. Hịn thật, bằng ở Nhật hịn thật. Wow, bên trong nó sẽ như thế này, có nhìn được không nhở? Có nắng quá không nhở? Đây là bao gồm cái gì đây? Một giấy chứng nhận tốt nghiệp, một giấy CC ký hiệu là bảng điểm của mình sau 4 năm đi học. Nhìn cũng có vẻ ra gì. Vui thật đấy. Mỗi tội thiếu mất một cái lễ tốt nghiệp thì cảm giác như là không được trọn vẹn cho lắm. Nhưng mà cũng không có cách nào khác cả. Chỉ mong dịch viêm phổi Vũ Hán này mau chóng kết thúc. Không, còn lễ tốt nghiệp đã sao, mình sẽ quyết định là một lễ tốt nghiệp nhỏ dành riêng cho bản thân mình. TV 校代表 TV 校. Hi. Gakuiki TV 校 Suzuka 大学 Hongaku Gokusai Ningen Gakubu no Kate o Osamete Hongaku o Sotsuyo shita koto o Mitome Gakushi Gokusai Gaku no Gakui o Juyou suru. Tiếp theo mình muốn khoe với các bạn đó là bằng chứng nhận học bổng của mình. Đây là bằng học bổng Rotary của mình và mình đã đạt được nó vào năm thứ 2 của đại học. Mỗi một tháng học bổng này chu cấp cho mình 10 vạn yên Nhật. Cho đến tháng 3 năm nay mình tốt nghiệp thì tổng số tiền mình đã nhận được là 240 vạn yên Nhật. Số đây là một cái khoản tiền không hề nhỏ và nó đã giúp mình có thể đi hết 4 năm, xuyên suốt 4 năm đại học của mình một cách trơn tru nhất.
Mình không biết các bạn có quan tâm hay không, nhưng nếu có bạn nào quan tâm thì hãy comment ở phía dưới để cho mình có thêm động lực để làm thêm một cái vlog chia sẻ kinh nghiệm làm sao để lấy được học bổng Rotary này cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy nhớ like, share và subscribe giúp mình nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.